vụ rơi trực thăng trên biển, tìm thấy thi thể phi công Chu Quang Minh. Thi thể nạn nhân thứ ba trong vụ rơi trực thăng trên biển được tìm thấy là đại tá phi công Chu Quang Minh, người điều khiển máy bay gặp nạn. Sáng nay 6 tháng 4, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, vào lúc 0 giờ 15 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm một nạn nhân trong vụ rơi trực thăng trên biển. Cơ quan chức năng xác định đây là đại tá phi công Chu Quang Minh, người điều khiển chiếc trực thăng gặp nạn. Thi thể của đại tá Chu Quang Minh đã được đưa vào Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. Tính đến thời điểm này, đã tìm thấy 3 trên 5 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN8650. Các nạn nhân đều đã tử vong. Tại hiện trường có 17 phương tiện đang tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Như đã đưa tin, máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN8650, công ty bay dịch vụ miền Bắc điều hành và quản lý bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng và Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Trên trực thăng có 5 người, gồm một phi công là đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch người Việt Nam. Máy bay cất cánh lúc 16 giờ 56 chở khách du lịch đi ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Cho đến lúc 17 giờ 15, máy bay mất liên lạc. Tối qua, lực lượng tại hiện trường đã tìm thấy 2 thi thể cùng một số mảnh vỡ nghi là của máy bay tại vị trí mép bờ. Hiện tại, cơ quan chức năng tiếp tục huy động thêm các tàu cá, tàu du lịch trong khu vực khẩn trương chạy đua với thời gian tìm kiếm 2 người mất tích còn lại. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.